các bạn bắt đầu cho mình bằng 4 mũi móc xích. Một, hai, ba, bốn mũi. Sau đó nối vào chân của mũi xích đầu tiên. Hàng thứ nhất, các bạn móc cho mình 3 mũi xích ở cùng chân này. Trong cái vòng tròn này các bạn sẽ móc cho mình, ở đây mình sẽ móc thêm 2 mũi kép trụm đầu. Các bạn lưu ý là mình chỉ rút qua lần thứ nhất qua 2 sợi đầu tiên, sau đó móc sang mũi tiếp theo, các bạn cũng móc như vậy, 2 sợi đầu tiên. Khi mà trên kim có 3 sợi thì các bạn rút qua cùng nhau. Như vậy mình được một ô đầu tiên. Các bạn lặp lại cho mình cho tới khi mình được 8 ô như thế này. Và giữa mỗi ô các bạn gây cho mình 2 mũi xích. Sang ô thứ hai các bạn cũng bắt đầu cho mình mũi đầu tiên, rút lần thứ nhất. Rút lần thứ hai. Rút lần thứ ba. Khi mà trên kim có 4 sợi thì các bạn rút qua cả 4 sợi. Gây 2 mũi. Tiếp tục. Khi mà móc thì các bạn giấu cái phần đầu thừa vào bên trong. Khi chân kim có 4 sợi thì các bạn rút qua cả 4 sợi. Như vậy mình đã được 3 ô, các bạn móc thêm cho mình 5 ô như vậy nữa. Bốn sợi các bạn rút qua cùng nhau. Gây 2 mũi. Gây 2 mũi. Tiếp tục các bạn lại gây 2 mũi và bắt đầu một ô mới. 1, 2, 3. Khi mà trên kim có 4 sợi thì các bạn rút qua cùng nhau. Gây 2 mũi. Ô cuối cùng. 1. Rút qua. Gây 2 mũi. Sau đó các bạn sẽ nối vào chân của mũi móc xích. Đây chính là cái đỉnh của mũi xích thứ ba, thì các bạn sẽ móc vào giữa cái ô. Đây chính là cái đỉnh của cụm 3 mũi trụm đầu. Sau đó các bạn lại di chuyển kim móc vào trong giữa ô này cho mình bằng một mũi trượt. Bắt đầu vòng 2 các bạn cũng móc cho mình 3 mũi xích. Sau đó ở trong cùng cái ô này các bạn móc thêm cho mình 3 mũi kép nữa. 1, 2, 3. Sau đó móc sang ô bên. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép. Đầu tiên là các bạn móc cho mình 3 mũi kép nhá. 1, 2,
là mũi kép. Sau đó vẫn cùng cái ô này, các bạn sẽ móc thêm cho mình hai mũi kép đôi nữa. Các bạn nhớ là các bạn quấn hai vòng nhé. Mình sẽ móc thêm hai mũi kép đôi. Một này. Hai này. Tiếp tục các bạn móc sang ô bên. Các bạn móc cho mình, đầu tiên là các bạn móc cho mình 5 mũi kép đôi. Quấn 1, quấn 2 vòng. Một rồi này. Hai này. Ba này. Bốn. Đầu tiên là các bạn móc 5 mũi kép đôi. Sau đó các bạn móc một mũi kép. Vẫn cùng ô này nhé. Ô bên các bạn móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục sang ô bên cạnh, các bạn móc cho mình hai mũi móc. Các bạn móc cho mình đầu tiên là các bạn móc một mũi kép. Một mũi kép đầu tiên này. Sau đó các bạn lại móc cho mình 5 mũi móc kép đôi. Đây chính là về đối xứng của trái tim. Một rồi này. Hai. Ba. Bốn. Sau đó các bạn móc thêm một mũi nữa là mình sẽ chuyển sang ô bên. 5 mũi kép nhé. 5 mũi kép đôi này. Ô bên các bạn móc cho mình hai mũi kép đôi. Đầu tiên 1. Một mũi kép đôi này. Mũi kép đôi thứ hai này. Sau đó các bạn móc cho mình vẫn ô này nhá. Các bạn lại móc cho mình 3 mũi kép. 1. 2 này. 3 mũi kép nhá. Tiếp tục ô bên cạnh. Các bạn móc cho mình 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4 mũi kép này. Ô cuối cùng, các bạn bắt đầu cho mình bằng 2 mũi kép. 1, 2 mũi kép này. Sau đó các bạn móc một mũi kép đôi. Tiếp tục các bạn nên cho mình hai mũi xích. Hạ xuống cái chân này. Một mũi đơn, à một mũi trượt, xin lỗi các bạn. Đây chính là mũi bông râu đấy. Sau đó các bạn lại móc hai mũi kép. 1. 2 mũi kép.
Sau đó các bạn nối vào chân của mũi móc xích thứ ba. Như vậy là mình đã móc xong trái tim. Chúc các bạn thành công.